đàn ông này vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc sau một vụ ngộ độc thực phẩm. Nhưng ba người khác là anh em họ hàng với anh đã không có được may mắn đó. Họ đã mãi mãi yên nghỉ dưới những nấm mồ lạnh lẽo. Thủ phạm gây nên những hậu quả thương tâm này có tên gọi là nấm độc. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Kỳ Sơn, Nghệ An tiếp nhận 4 trường hợp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là Vư Bá Kỳ, Vư Bá Sở, Vư Tùng Bì và Vư Bá Trung, cùng ở bản Hồi Giảng 3, xã Tây Sơn. Cả 4 người trước đó đều có các triệu chứng ban đầu là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy dữ dội. Khi bệnh nhân vô đây thì trong tình trạng vô niều và tình trạng là trùy tít mạch thì anh em thứ nhất là dùng truyền cả cái loại dịch hay là dùng cả cái thuốc giải độc như lời tiểu ấy, hay là truyền cả cái dung dịch điều chỉnh điện giải cho bệnh nhân, và đồng thời là sóng sóng giải thích về bệnh nhân tình trạng ngộ độc rất là nặng, là phải chuyển đến bệnh viện tỉnh. Các bệnh nhân này sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Mặc dù được các bác sĩ ở đây tận tình cứu chữa bằng những biện pháp tích cực và máy móc hiện đại, nhưng do tình trạng ngộ độc quá nặng, 3 trong số 4 bệnh nhân đã lần lượt tử vong. Về sau thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện suy hô hấp và có biểu hiện rối loạn đông máu, có biểu hiện rối loạn chức năng gan thận, cụ thể là suy gan suy thận. Thì sau đó thì đã xử trí thông khí nhân tạo, thở máy, và có một trường hợp có lọc máu liên tục. Nhưng mà diễn biến của bệnh nhân thì rất là xấu, càng ngày biểu hiện rối loạn đông máu càng tăng. Lúc đã ở bệnh viện thì em trông mắt trước, nhưng mà sau đó sau 30 phút thì bố em đã mất theo. Thì đưa em trông người bố em để về quê để đi chỗ này làm thủ tục cho nó. Thì được gọi đi được gọi 3 giờ chờ nó thì nghe nói là thầm sợ mất. Bệnh nhân còn lại là anh Vư Bá Kỳ, cũng tưởng rằng không qua khỏi và điều kiện kinh tế quá khó khăn, đã xin ra viện để được chết ở nhà. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi sức khỏe của anh hiện nay đang từng bước tiến triển tích cực. Vẫn chưa hết bàng hoàng và hối hận về sự chủ quan của mình, anh Vư Bá Kỳ kể lại sự việc đã diễn ra trong bữa ăn trưa định bệnh. Thế nên nó là anh cũng không kinh chặt. Cảm thấy là mà con người lại được rồi đưa lên. Bữa trưa thì cũng đổi bông có rồi, con nữa cũng ăn rồi là thôi, anh yên ăn này, cũng ăn cả thôi, thế mình cũng ăn thì cũng được. Anh nhập viện rửa thì anh cũng cho ăn, nhưng anh không biết, anh tưởng là con nữa hỏi thì ăn được. Căn cứ các triệu chứng và lời kể bệnh nhân, kết luận của các bệnh viện cũng đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc cho anh Vư Bá Kỳ và cái chết thương tâm của ba người họ hàng chính là nấm độc mà họ đã cùng ăn trong rừng. Sự việc nói trên là một trong 4 vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước từ đầu năm đến nay. So với các ngộ độc khác, ngộ độc nấm tuy ít hơn về số ca nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao, khoảng 70-80%. Vì nhiều lý do mà việc điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc nấm rất khó khăn và tốn kém, mà vẫn không mang lại kết quả như mong muốn. Thì khi vào viện thì cũng thường thường là rất là muộn rồi, có thể là 2-3 ngày. Ngộ độc nấm thì tiên lượng rất là nặng, nếu vào viện sớm thì cơ hội điều trị có thể là tốt hơn. Nhưng mà cũng xin nói rằng là ngộ độc nấm thì mặc dù được nhập viện sớm thì nhưng mà điều trị rất là khó khăn, bởi vì là không có thuốc đặc hiệu chủ yếu điều trị bằng triệu chứng. Vai trò của cái cơ sở cái xử lý cấp cứu của cái ngộ độc chung với cái ngộ độc nấm riêng cái ban đầu rất là quan trọng. Tất cả cái động tác là xúc rửa dạ dày rồi là cho bệnh nhân uống các cái than hoạt tính sau bị tôn, tức là cái động tác rất là đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì cái đó cái xử lý ban đầu nó tốt, rồi sau đó mình tiếp tục chuyển lên từ trên thì là cái nó rất là thuận tiện cho cái điều trị về sau.
Mặc dù khâu cấp cứu ban đầu rất quan trọng trong xử lý ngộ độc nấm, nhưng hiện nay năng lực hệ thống y tế cấp xã vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này. Trạm y tế xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, cơ sở y tế gần dân nhất tại địa bàn xảy ra vụ ngộ độc nấm làm 3 người chết. Thực tế cho thấy, các y sĩ điều dưỡng ở đây chưa thực sự nắm được đầy đủ cách xử lý ban đầu khi có bệnh nhân bị ngộ độc nấm. Vật tư thiết bị phục vụ công tác này cũng rất thiếu thốn, nhất là không có than hoạt tính đã được chứng minh hiệu quả tốt trong hấp thụ độc tố, giúp giảm tình trạng ngộ độc. Nếu chỉ cấp cứu chay bằng truyền dịch, thì với quãng đường chuyển người bệnh lên tuyến trên, độc tố nấm càng ngấm sâu vào cơ thể, gây khó khăn cho quá trình điều trị về sau. Đây cũng là thực trạng chung ở các trạm y tế miền núi. Em biết than là vì em chưa đau cả. Dạ. Dạ, em chưa xem em bố. Chưa rõ. Vâng. Điều đó có nghĩa là ở Trà Minh là cũng không có than hoạt tính đúng không ạ? Dạ, không ạ. Cái đó là cái rất là đáng tiếc. Thì cái điều đầu tiên để trung hòa cái chất độc thì đó là cái dùng than hoạt tính là cái rẻ tiền nhất mà nó lại là hiệu quả nhất. Thì theo tôi là khuyến cáo là mình các cái cơ sở y tế ban đầu kể cả gia đình cũng nên có cái than hoạt tính đó. Nhóm đối tượng có nguy cơ cao với ngộ độc nấm là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi cao, có tập quán sản xuất là vào rừng khai thác lâm sản, làm rẫy và không trồng rau trong vườn nhà. Nếu thấy nấm dại mọc trong rừng, sẽ hái về để dùng trong bữa ăn gia đình. Bà con phân biệt nấm độc và nấm ăn được dựa vào kinh nghiệm. Chó ấy, dạ, nấm ăn được là nấm màu trắng, có sâu bọ bâu vào. Trước khi người ăn thì cho gà, chó, mèo ăn thử. Tuy nhiên, cách phân biệt này hoàn toàn không đúng, bởi trên thực tế, nấm có sâu bọ ăn hoặc gà chó ăn không chết vẫn có thể gây ngộ độc với người. Nhiều loại nấm phải sau nhiều giờ đồng hồ mới phát độc. Vậy nên, mới có chuyện, trong vụ ngộ độc nấm ở Tuyên Quang hồi tháng 3 vừa qua, dù đã cho chó ăn thử trước khi cả nhà ăn, nhưng đến khi mọi người đi cấp cứu thì chó mới chết. Ngoài ra, không chỉ nấm màu sặc sỡ mà rất nhiều loại nấm trắng vẫn là nấm độc. Trong đó, có cả loài nấm đã gây ngộ độc cho 4 người ở xã Tây Sơn. Tình trạng sức khỏe hiện tại chưa cho phép anh Vư Bắc Kỳ, người duy nhất sống sót, trở lại đỉnh Phù Lon, nơi hái nấm, để nhận diện thủ phạm gây nên ngộ độc. Nhưng qua xem hình ảnh về các loại nấm, anh xác định loại nấm mà 4 người đã ăn rất nhiều khả năng là nấm tán trắng, một loại nấm cực độc. Nguy hiểm hơn khi nó rất giống với loại nấm trắng mà bà con ở đây vẫn ăn. Do đó, thật dễ hiểu khi mà không ít người được hỏi cũng đã nhận nhầm nấm tán trắng là nấm ăn được, kể cả với người cao tuổi, vốn được xem là có kinh nghiệm. Nguy cơ tái diễn ngộ độc nấm rõ ràng là rất cao. Dân tộc kể cả nấm trắng, nấm màu sắc ấy, thì đã nấm lạ không ăn, không thử và tuyệt đối không thử qua chó mèo. Tuyệt nhiên là không thông người đấy mà ăn những cái nấm quen, thật quen và thậm chí từ trong đấy để mà. Để thay đổi nhận thức hạn chế này của đồng bào dân tộc thiểu số là điều không đơn giản. Nhất là khi mà công tác truyền thông tại cơ sở để cảnh báo cho người dân về ngộ độc nấm vẫn còn một lỗ hổng không nhỏ. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tây Sơn cho biết, tính đến trước thời điểm xảy ra vụ ngộ độc nấm trên địa bàn, đơn vị chưa tiến hành một hoạt động tuyên truyền nào cho người dân về nấm độc. Và ở đây cũng không hề có một tài liệu nào phục vụ cho công tác này. Trong mấy năm nay thì không có vừa nào cả, cho nên là các cái hình thức truyền thông thì đã truyền thông các hình thức khác về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thôi. Nên nấm độc thì chưa tuyên truyền cả, nhưng mà sau vụ này thì đi có cuộc học dân thì cũng mới qua trong buổi học dân của bản, mong muốn yêu cầu cấp trên cung cấp cái bản địa về các tài liệu bài truyền thông là các tờ rơi để về cho trạm y tế để hoạt động về cái tuyên truyền cái nấm độc, nấm rừng, nấm hôm dài ạ, để cho bà con nhân dân để. Tại khoa an toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động tuyên truyền cảnh báo về nấm độc,
Tài liệu liên quan duy nhất hiện có là một cuốn sách truyền thông. Cán bộ ở đây cho biết toàn bộ số tài liệu này đã được phát về cho các xã. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với thực trạng ở trạm y tế xã Tây Sơn. Và ngay cả khi đã có tài liệu truyền thông thì việc chúng có phát huy hiệu quả được hay không lại là một câu chuyện khác. Thực ra thì cán bộ mình ở trên này mà để đi xuống tận người dân truyền thông thì nó còn hạn chế. Cái thứ nhất là vì không có đủ người, thứ hai là kiểm địa bàn nó rộng sản rộng, thứ ba nữa là vì cái dân tộc thì bất đồng ngôn ngữ, thì mình đi nói thì người dân cũng chưa hiểu biết được. Mà ở đây chủ yếu là do cán bộ y tế giao trách nhiệm cho cán bộ y tế xã. Vì này cốt bản thì là truyền thông thì cái trình độ để mà người ta truyền đạt lại cho người dân hiểu thì cũng có mức độ. Nên là người ta chỉ hiểu nôm na là công an nấm độc cụ thể như nấm như nào thì người ta cũng chưa phân biệt được hết rõ ràng. Đôi lúc là vẫn không bị hạn chế. Như vậy, vấn đề lớn ở đây chính là vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Nếu không giải quyết được điều này, thì chất lượng công tác truyền thông sẽ vẫn còn bị bỏ ngỏ. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh công tác truyền thông, mà trước hết là phải làm thông qua đội ngũ cán bộ y tế từ cấp huyện đến cấp xã, phải thật sự thống nhất cái này, và từ đó trở thành mỗi một cán bộ cấp xã, một cán bộ y tế sẽ trở thành một người chuyên truyền viên trong giai đoạn hiện tại này. Đồng bào dân tộc sống ở vùng sâu vùng xa ít có điều kiện tiếp cận thông tin qua TV, đài, báo và trình độ nhận thức hạn chế. Do vậy, cách thức truyền thông để cảnh báo về ngộ độc nấm cũng cần sâu sát, phù hợp với nhóm đối tượng. Đó là truyền thông nhóm trực tiếp thông qua các buổi nói chuyện, họp dân, treo dán panel affix trực quan ở các điểm công cộng, phát tờ rơi có hình ảnh minh họa và thông điệp rõ ràng, dễ hiểu tới tận tay người dân. Đặc biệt là sử dụng mạng lưới truyền thanh cơ sở trong việc phát đi những băng đĩa có nội dung cảnh báo về ngộ độc nấm được thể hiện bằng tiếng dân tộc. Chỉ khi nào công tác truyền thông được tiến hành thực sự thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, thì việc ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc nấm mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Một điều rất đau lòng, trong số 3 người chết vì ngộ độc nấm ở Tây Sơn, có 2 cha con, anh Vừ Tùng Bì và Vừ Bát Trung. Vị trí này trước đây là nơi đặt bàn thờ của anh Vừ Tùng Bì, chủ hộ. Theo phong tục của người Mông, bàn thờ để thờ người còn sống. Do vậy, khi qua đời, nó đã được đốt đi. Khoảng trống lạnh lẽo tang thương này cũng là nỗi đau không gì bù đắp nổi mà người vợ, người mẹ và những đứa trẻ này phải gánh chịu khi mất đi 2 người đàn ông trụ cột trong gia đình. Côi cút, buồn đau, gia cảnh nghèo nàn lại càng thêm túng bấn. Cái giá quá đắt phải trả cho sự thiếu hiểu biết và chủ quan khi ăn nhầm nấm độc. Nếu điều đó không được chấm dứt, thì những nỗi đau này sẽ còn tái diễn.